Một thông tin mở ra triển vọng là sẽ có thêm nhiều bệnh nhân COVID-19 sớm được chữa trị và ra viện trong thời gian tới. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm lâm sàng, các chuyên gia Trung Quốc đã xác nhận một loại thuốc chống sốt rét có tên là chloroform phosphate có hiệu quả chữa trị rõ ràng. Các chuyên gia y tế Trung Quốc đã nhất trí đưa thuốc chloroform phosphate vào phác đồ điều trị COVID-19 và sẽ nhanh chóng đưa thuốc vào thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trong thời gian sớm nhất. Loại thuốc này đã được lựa chọn trong hàng chục nghìn loại thuốc hiện có và sàng lọc hàng chục lần trước khi được thử nghiệm. Đây là loại thuốc điều trị bệnh sốt rét được sử dụng trong hơn 70 năm qua. Chloroquine phosphate hiện đang được sử dụng tại 10 bệnh viện ở Bắc Kinh cũng như là các tỉnh Quảng Đông, Hồ Nam của Trung Quốc và các ca điều trị bằng thuốc này đều hiệu quả. Trong quá trình thử nghiệm với sự tham gia của 100 bệnh nhân, nhóm các bệnh nhân được điều trị bằng thuốc này đều có sự tiến triển rõ ràng như là hạ sốt, hình ảnh chụp phổi cải thiện. Nhóm bệnh nhân này cũng có thời gian phục hồi nhanh hơn. Ngoài ra không có bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng rõ ràng nào khi sử dụng thuốc này cho các bệnh nhân.